Xin chào và cảm ơn quý vị và các bạn đang theo dõi chuyên mục Bảo hiểm xã hội với cuộc sống. Một số thông tin đáng chú ý sẽ mở đầu cho chuyên mục tuần này. Ủy ban Nhân dân tỉnh đã ban hành kế hoạch số 711 về tuyên truyền bảo hiểm xã hội năm 2024. Nhằm thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, nhằm nâng cao nhận thức của các cấp, các ngành, người sử dụng lao động, người lao động và mỗi người dân trong việc thực hiện chính sách pháp luật bảo hiểm xã hội, đổi mới nội dung, hình thức và phương pháp tuyên truyền, làm thay đổi thói quen của người dân, từ đó tích cực, chủ động tham gia bảo hiểm xã hội, góp phần mở rộng phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, nhất là bảo hiểm xã hội tự nguyện, tiến tới thực hiện mục tiêu bảo hiểm xã hội toàn dân của Đảng và nhà nước. Với mục tiêu 100% cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác tuyên truyền tại bảo hiểm xã hội tỉnh, bảo hiểm xã hội các huyện được đào tạo, tập huấn, cập nhật, bồi dưỡng kiến thức về bảo hiểm xã hội và nghiệp vụ thông tin truyền thông. 100% cộng tác viên tuyên truyền, nhân viên tổ chức dịch vụ thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế trên phạm vi toàn tỉnh được tham gia các lớp tập huấn, bồi dưỡng kiến thức về bảo hiểm xã hội và nghiệp vụ thông tin truyền thông. 100% cán bộ đảng viên được tuyên truyền về ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của 11 nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội đều tại Nghị quyết số 28 NQTU ngày 23 tháng 5 năm 2018 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 12 về cải cách chính sách bảo hiểm xã hội, các luật, nghị quyết mới của Quốc hội cụ thể hóa nội dung cải cách bảo hiểm xã hội. 60% lực lượng lao động trong độ tuổi được tuyên truyền về chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội, hiểu được ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của 11 nội dung cải cách chính sách bảo hiểm xã hội trong Nghị quyết số 28 NQTU và các quy định mới của Quốc hội, Chính phủ cụ thể hóa nội dung cải cách. 30% đối tượng là lực lượng lao động không thuộc diện phải tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tuyên truyền chính sách pháp luật về bảo hiểm xã hội tự nguyện, ý nghĩa, tầm quan trọng, lợi ích của việc tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thời gian thực hiện trong năm 2024, trọng tâm là tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân, tháng 5 năm 2024. Đối tượng tuyên truyền, cán bộ, công chức, viên chức, người lao động làm công tác bảo hiểm xã hội ở địa phương, người sử dụng lao động, người lao động làm việc trong các doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và lao động không có quan hệ lao động. Người lao động làm việc trong doanh nghiệp, hộ kinh doanh cá thể và lao động không có quan hệ lao động. Nhóm sinh viên, chú trọng sinh viên cuối khóa là đối tượng sắp tham gia vào thị trường lao động. Nội dung tuyên truyền, tiếp tục tuyên truyền quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về vai trò, trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội. Tuyên truyền ý nghĩa sâu sắc, kết quả thiết thực khi cấp ủy Đảng, chính quyền địa phương tăng cường chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội trên địa bàn. Truyền thông lan tỏa kết quả, sự thành công trong việc đưa chỉ tiêu phát triển bảo hiểm xã hội vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương, các văn bản của Trung ương, của tỉnh về thực hiện công tác bảo hiểm xã hội. Sở Lao động Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bảo hiểm xã hội tỉnh, kiểm tra, theo dõi, đôn đốc các đơn vị triển khai thực hiện kế hoạch, chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội các huyện, thành phố, phối hợp với Bảo hiểm xã hội huyện, tham mưu Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố, thực hiện tốt các nội dung của kế hoạch, tổng hợp báo cáo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Nhân dân tỉnh kết quả thực hiện kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội năm 2024. Các sở ban ngành tỉnh căn cứ chức năng nhiệm vụ ban hành kế hoạch tuyên truyền hoặc lồng ghép thực hiện công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội trong kế hoạch công tác năm, phối hợp với Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Bảo hiểm xã hội tỉnh, Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố triển khai hiệu quả các nội dung của kế hoạch. Ủy ban Nhân dân các huyện, thành phố xây dựng kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội năm 2024 phù hợp với đặc điểm, điều kiện kinh tế xã hội của địa phương. Chỉ đạo Phòng Lao động Thương binh và Xã hội phối hợp với Bảo hiểm xã hội các huyện và các cơ quan liên quan triển khai tổ chức thực hiện công tác tuyên truyền bảo hiểm xã hội phù hợp với đặc thù của từng nhóm đối tượng tại cơ quan, đơn vị địa phương. Chỉ đạo đôn đốc Ủy ban Nhân dân các xã, phường, thị trấn chủ động lồng ghép thực hiện tuyên truyền, đảm bảo thiết thực, chất lượng, hiệu quả. Phối hợp với cơ quan bảo hiểm xã hội và các cơ quan liên quan tổ chức các hoạt động tuyên truyền về chính sách bảo hiểm xã hội, nhất là tuyên truyền vận động người dân tại địa phương tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Thưa quý vị và các bạn, năm 2024, tỉnh Cao Bằng phấn đấu mục tiêu toàn tỉnh có 58.730 người tham gia bảo hiểm xã hội, đạt tỷ lệ 25,4% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm thất nghiệp 28.880 người, đạt tỷ lệ 12,52% so với lực lượng lao động trong độ tuổi. Số người tham gia bảo hiểm y tế được 537.090 người, đạt tỷ lệ 97% so với tỷ lệ dân số. Để thực hiện các mục tiêu này, Ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế tỉnh
đã xây dựng kế hoạch phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, thực hiện đồng bộ các giải pháp thiết thực. Các cơ quan, ban ngành, đoàn thể, các địa phương đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của nhà nước về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đến người sử dụng lao động, người lao động và các tầng lớp nhân dân, chú trọng triển khai thực hiện tốt kế hoạch tuyên truyền bảo hiểm xã hội năm 2024. Tuyên truyền bảo hiểm y tế nhân ngày Bảo hiểm Y tế Việt Nam năm 2024 theo hướng dẫn của Bộ Y tế, hưởng ứng phát động tháng vận động triển khai bảo hiểm xã hội toàn dân năm 2024 nhằm thu hút sự chú ý của người dân và tạo hiệu ứng lan tỏa các thông điệp tuyên truyền về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Ra soát, phân loại nhóm đối tượng để có kế hoạch tuyên truyền phù hợp với từng nhóm đối tượng. Trong đó tập trung vào nhóm đối tượng là người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình. Chú trọng đổi mới, đa dạng hóa hình thức và phương pháp tuyên truyền, đảm bảo phù hợp với đặc điểm, điều kiện thực tiễn, đặc thù văn hóa phong tục, tập quán của từng địa phương. Kết hợp các hình thức tuyên truyền truyền thống với các hình thức truyền thông mới, truyền thông số, truyền thông đa phương tiện, kết hợp giữa hình thức tuyên truyền thường xuyên với hình thức tuyên truyền theo đợt, chiến dịch. Tôi mới ra trường, công việc cũng chưa ổn định. Tôi cũng muốn đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Hôm nay tôi đến trung tâm phục vụ hành chính, không được cán bộ bảo hiểm xã hội tư vấn nhiệt tình, dễ hiểu. Tôi cũng biết thêm về các quyền lợi khi tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Sau này khi về già sẽ có lương hưu như những người làm nhà nước và được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Tôi cũng sẽ đăng ký tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Nâng cao vai trò trách nhiệm của cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp trong việc lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội. Hàng năm, đưa chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội vào chỉ tiêu phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Tăng cường công tác quản lý nhà nước trong việc thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đảm bảo chặt chẽ theo các quy định pháp luật hiện hành. Cập nhật, triển khai kịp thời các văn bản quy phạm pháp luật về chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Kiện toàn ban chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế các cấp, giao chỉ tiêu phát triển người tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế đến địa phương cấp cơ sở, gắn trách nhiệm người đứng đầu địa phương trong việc chỉ đạo thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, đảm bảo hoàn thành chỉ tiêu được giao. Quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức thực hiện chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, đáp ứng được yêu cầu nhiệm vụ. Tiếp tục tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin, đẩy mạnh cải cách hành chính để nâng cao chất lượng, hiệu quả thực hiện, hướng tới sự hài lòng của các tổ chức, cá nhân liên quan đến chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp. Cùng với đó, thường xuyên thanh tra, kiểm tra, giám sát việc chấp hành pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế, kịp thời chấn chỉnh, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm theo quy định. Thực hiện công tác thanh tra, kiểm tra phải có sự phối hợp đồng bộ giữa thanh tra nhà nước, thanh tra Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, thanh tra chuyên ngành bảo hiểm xã hội, bảo đảm không trùng lặp đối tượng thanh tra, kiểm tra trong năm. Nâng cao vai trò kiểm tra, giám sát của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị xã hội các cấp và Ủy ban Nhân dân cấp huyện đối với các đơn vị, doanh nghiệp tại địa phương trong việc thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Tăng cường công tác phối hợp giữa các cơ quan, các cấp chính quyền, các cấp, các ngành, tiếp tục nâng cao hiệu quả phối hợp trong liên thông, kết nối, chia sẻ dữ liệu. Lao động, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, dân cư, khám chữa bệnh, thuế để nâng cao năng lực quản lý và giải quyết chế độ, chính sách bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật, đặc biệt là trong việc khai thác, phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Thường xuyên phối hợp trong các hoạt động nắm tình hình lao động, việc làm trên địa bàn, rà soát, phân loại doanh nghiệp trong việc chấp hành quy định pháp luật về bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế. Công ty Tấn Phát luôn chấp hành và thực hiện nghiêm túc thực hiện các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế của nhà nước. 100% quân số toàn công ty được tham gia bảo hiểm xã hội, y tế, đúng đối tượng theo quy định của luật bảo hiểm xã hội. Đơn vị không nợ động bảo hiểm xã hội, các chế độ ốm đau thai sản và các chế độ khác được chi trả kịp thời, nhanh nhất đến người lao động. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, tư vấn, giới thiệu việc làm cho người lao động ở các doanh nghiệp địa phương để tăng diện tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc. Xác định phân nhóm lực lượng lao động đang làm việc ở khu vực
phi chính thức trên địa bàn để tuyên truyền vận động người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện có một phần hỗ trợ của ngân sách nhà nước theo Nghị định số 134 bằng các hình thức phù hợp với từng nhóm đối tượng. Vận động người dân tham gia bảo hiểm y tế hộ gia đình, trong đó tập trung tuyên truyền vận động người dân thuộc đối tượng được ngân sách tỉnh hỗ trợ thêm tiền đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị quyết số 93 của Hội đồng Nhân dân tỉnh, quy định chính sách hỗ trợ mua thẻ bảo hiểm y tế cho một số đối tượng tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh Cao Bằng giai đoạn 2023-2025. Người dân tộc thiểu số được ngân sách nhà nước hỗ trợ 70% mức đóng bảo hiểm y tế theo quy định tại Nghị định số 75 của Chính phủ về việc sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 146 của Chính phủ, quy định chi tiết và hướng dẫn biện pháp thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm y tế. Phát động tổ chức các hoạt động thiện nguyện, huy động các nhà hảo tâm hỗ trợ người dân tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, bảo hiểm y tế hộ gia đình, đặc biệt là những người có hoàn cảnh khó khăn, người khuyết tật, khuyến khích các sở, ban ngành, đoàn thể tỉnh và các địa phương tùy điều kiện cụ thể có hình thức thi đua khen thưởng phù hợp cho các tập thể, cá nhân tích cực triển khai thực hiện công tác phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế có hiệu quả cao theo quy định pháp luật về thi đua khen thưởng. Khen thưởng các doanh nghiệp thực hiện tốt chính sách bảo hiểm xã hội cho người lao động và hỗ trợ người có hoàn cảnh khó khăn tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện. Với việc thực hiện các nhiệm vụ giải pháp phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp, bảo hiểm y tế đồng bộ phù hợp với các quy định pháp luật hiện hành, xác định rõ trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan, tổ chức có liên quan và đảm bảo sự phối hợp chặt chẽ, thống nhất giữa các cơ quan, đơn vị trong triển khai thực hiện kế hoạch, phát huy những kết quả đã đạt được trong thời gian qua. Tin tưởng rằng trong năm 2024, tỉnh ta sẽ hoàn thành các mục tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp đã đề ra, góp phần đảm bảo an sinh xã hội tại địa phương. Chuyên mục Bảo hiểm xã hội với cuộc sống đến đây xin được khép lại. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.